quân tài thiên thư như hà nghịch lỗ lại xâm phạm như đẳng anh kháng hồ bài hư đem đại nghĩa để thắng hung tàn lấy trí nhân Bình Ngô Đại Cáo được xem là tuyên ngôn độc lập đầu tiên của dân tộc ta, thể hiện tinh thần tự tôn, tự chủ, khát vọng hòa bình của đất nước. Càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta một lần nữa. Không, chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
là đi trong một ánh sao vàng rừng cả tung bay rộn ràng và mê say những bước chân dồn về đây Sài Gòn ơi vững tin đã bao năm rồi một ngày vui giải phóng vang như vang tiếng bác Hồ dậy từ non sông dạo rừng sau hôm nay bác vui vây hội toàn dân thành đồng ơi sắt son đã vang khai hoàn ôi hạnh phúc vô biên hát nữa đi em những lời yêu thương Xin được trân trọng cảm ơn các nghệ sĩ đã hòa chung trong tổ khúc đặc biệt thể hiện khát vọng và quyết tâm bảo vệ nền hòa bình của cả dân tộc. Quý vị đại biểu và quý khán giả truyền hình đang theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp Khúc Tráng Ca Hòa Bình trên sóng VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ ngày 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2022. Thưa quý vị, tiếp nối truyền thống của dân tộc yêu tự do, độc lập, trụng hòa bình, tín nghĩa, hàng triệu lớp người Việt Nam sẵn sàng hy sinh cả xương máu để bảo vệ độc lập, tự do, vì chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, vì chủ nghĩa xã hội, vì nghĩa vụ quốc tế cao cả, để góp phần tạo nên đất nước Việt Nam tươi đẹp như ngày hôm nay. Có biết bao người con gái, con trai, trong 4.000 lớp người giống ta lứa tuổi, họ đã sống và chết, giản dị và bình tâm, không ai nhớ mặt, đặt tên, nhưng họ đã làm ra đất nước. Tại Hà Nội, trái tim của cả nước, nơi lắng đọng hồn núi sông ngàn năm, thủ đô anh hùng, thành phố vì hòa bình, với truyền thống uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây, tháng 7 hàng năm là dịp để cả dân tộc cùng tri ân, tưởng nhớ những người đã hy sinh xương máu cho hòa bình, độc lập của dân tộc Việt Nam. Đến dự sự kiện ý nghĩa ngày hôm nay tại điểm cầu Hà Nội, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của quý vị đại biểu. Trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trân trọng giới thiệu đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an. Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội. Trân trọng giới thiệu đồng chí Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh văn phòng Trung ương Đảng. Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Kính thưa quý vị, sau đây xin mời quý khán giả truyền hình chúng ta sẽ cùng đến với điểm cầu thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh xin được kính chào khán giả truyền hình cả nước. Kính thưa quý vị, Hồng Phúc đã có mặt tại đền Bến Dược, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là công trình lịch sử văn hóa được xây dựng nhằm tưởng nhớ hơn 45.000 đồng bào chiến sĩ đã hy sinh trên mảnh đất Sài Gòn gia định trong hai cuộc kháng chiến của dân tộc. Và buổi tối ngày hôm nay, cùng với các điểm cầu trên khắp cả nước, thành phố Hồ Chí Minh sẽ kể cho quý vị nghe những câu chuyện thật xúc động về tình quân dân, tình đồng chí của một đất nước Việt Nam yêu hòa bình như thế nào.
và có mặt tại điểm cầu thành phố Hồ Chí Minh lúc này, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của các vị đại biểu. Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của đồng chí Phạm Minh Chính, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của đồng chí Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương. Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương. Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của đồng chí Trần Quang Phương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của đồng chí Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của đồng chí Huỳnh Đảm, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Còn bây giờ xin kính mời quý vị cùng tiếp tục đến với điểm cầu tại Quảng Nam. Kính thưa quý vị, Quảng Nam, vùng đất địa linh nhân kiệt, đất khoa bảng, quê hương của nhiều trí thức lớn, chí sĩ yêu nước, lãnh tụ cách mạng đã làm rạng danh quê hương đất nước. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, quân dân Quảng Nam đã bền gan sát cánh cùng cách mạng, xứng với danh hiệu được nhận, trung dũng, kiên cường, đi đầu diệt Mỹ. Chiến thắng Núi Thành, trận đầu tiên đánh thắng Mỹ năm 1965 đã trở thành tiếng kèn xung trận, mở đầu cho cao trào diệt địch và tạo nên một vành đai vững chắc cho cách mạng. Đất Quảng Nam trở thành biểu tượng về tinh thần yêu nước, lòng quả cảm và ý chí quật cường của các thế hệ chiến đấu hy sinh để bảo vệ nền hòa bình cho mảnh đất quê hương. Đến dự sự kiện ý nghĩa này tại quần thể tượng đài Mẹ Việt Nam Anh Hùng, điểm cầu Quảng Nam, xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của quý vị đại biểu. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. Đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ. Đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam. Còn bây giờ xin được chuyển sang điểm cầu tại Bình Định. Xin kính chào quý vị khán giả. Kính thưa quý vị, chiến tranh là ly biệt. Và mảnh đất Bình Định này cũng đã chứng kiến những cuộc chia ly vô cùng có nhiều những cái cảm xúc và chắc chắn sẽ là những cuộc chia ly lịch sử. Chúng tôi đang muốn nói đến ở đây là cuộc ly biệt giữa hai cha con Bác Hồ khi mà Bác đã từ biệt cha mình, dấn thân vào hành trình ra đi tìm đường cứu nước. Sau 30 năm 43, người quay trở về quê hương. Khi đó, người tìm thấy chân lý hòa bình, thế nhưng mãi không thể thấy lại được cha mình. Và đã có hàng triệu những cuộc chia ly không hẹn ngày trở về như vậy diễn ra ở hầu khắp các gia đình Việt Nam trong suốt 5 tháng kháng chiến chống Mỹ. Và có thể nói rằng, đối với Bình Định nói riêng, đây là một vùng đất mang vị trí chiến lược vô cùng quan trọng trong chiến tranh, là cửa ngõ nối liền khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, là điểm tập kết cuối cùng của miền Nam. Chính vì thế nên vùng đất này đã phải oằn mình gánh chịu biết bao nhiêu bom đạn của kẻ thù, bởi chúng quyết tâm bắn lần còn hơn bỏ sót. Và với hào khí quang trung, với tinh thần bất khuất của những người con đất võ, Bình Định đã mang khí thế can trường ấy vào cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc và góp phần mang đến những thắng lợi vẻ vang cho ngày đất nước non sông thu về một mối. Và đến tham dự chương trình ý nghĩa ngày hôm nay tại điểm cầu Bình Định, xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu khách quý. Trân trọng giới thiệu đồng chí Võ Văn Thường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng.
Trân trọng giới thiệu đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Trân trọng giới thiệu đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương. Trân trọng giới thiệu đồng chí Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Định. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng chuyển sang không khí tại điểm cầu Hà Giang. Thưa quý vị, tôi đang có mặt tại Nghĩa trang Liệt sĩ Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Mảnh đất này là nơi cuối cùng im tiếng súng trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên cương của Tổ quốc. Thưa quý vị, đây là nơi khốc liệt với những trận địa như đồi thịt băm nơi thân xác các anh hòa vào đất đá. Hay... Thưa quý vị, đứng ở đây hẳn ai cũng đều có cảm xúc rất thiêng liêng với những nơi trận địa khốc liệt, có thể hiểu về sự hy sinh của những người lính Hà Giang. 10 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, hơn 4.000 liệt sĩ đã ngã xuống tại mảnh đất quê hương. Có những người đã nằm lại trên núi đá của quê hương ở đó. 4.000 liệt sĩ nằm xuống, nhưng nhiều hơn cả là những liệt sĩ đã ở lại với triền đồi vách núi mà chưa thể trở về nhà. Các anh đã ngã xuống đá lạnh để ngày hôm nay chúng ta được đứng dưới nắng ấm của hòa bình. Và ngày hôm nay chúng ta cùng ở đây để cùng nhau nhắc nhớ và tri ân những người lính Vị Xuyên sống bám đá đánh giặc, chết hóa đá bất tử từ nơi địa đầu thiêng liêng của Tổ quốc, xin được gửi lời chào tới khán giả cả nước. Và đến với sự kiện ý nghĩa này, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của các vị đại biểu. Đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ. Xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của đồng chí Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của đồng chí Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội. Xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng đến với điểm cầu cuối cùng, điểm cầu An Giang. Xin chào quý vị khán giả. Hiện nay thì tôi đang có mặt tại Nghĩa trang Liệt sĩ của tỉnh An Giang. An Giang là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, là biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, kiên cường, bất khuất. Trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, An Giang được biết đến là một hậu phương giữa vòng vây của địch. Đồng bào miền Tây Nam Bộ đã hết lòng hết dạ, anh dũng và mưu trí, nuôi dưỡng và bảo vệ cán bộ, đảng viên, tạo nên một căn cứ nhân tâm giữa lòng địch. Trải qua nhiều cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do của dân tộc, quân và dân của An Giang đã chịu bao gian khổ, hiểm nguy, quyết tâm bám đất giữ làng để cùng cả nước đi đến ngày toàn thắng. Và kính thưa quý vị, đến tham dự trong chương trình ý nghĩa tại điểm cầu truyền hình An Giang, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang. Và tại 6 điểm cầu, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu các đồng chí ủy viên, nguyên ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đại diện lãnh đạo ban bộ ngành, đoàn thể trung ương và các địa phương, các đồng chí lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với nước, đại biểu đại diện lãnh đạo, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nơi tổ chức điểm cầu. Thưa quý vị, để có được nền hòa bình, dân tộc Việt Nam đã trải qua một thế kỷ với nhiều cuộc chiến tranh. Lớp lớp người Việt luôn sẵn sàng lên đường theo tiếng gọi khi Tổ quốc cần để bảo vệ độc lập, tự do, bảo vệ nền hòa bình cho nhân dân.
hòa bình là vô giá, bởi vì nền hòa bình ấy gắn liền với sự hy sinh về máu xương, về tuổi thanh xuân. Biết bao lần những người mẹ đã gạt nước mắt, tiễn con đi mà không hẹn ngày trở lại ở tất cả những gia đình Việt Nam. Xanh như anh đang còn trẻ, lá trên cành như anh trong toàn dân, gió rung cây cành lá tưng bừng đùa vui, anh trai làng có đi trên dịch mùa xuân. Anh là lá trên cành này chỉ gió mưa, anh là trai phải ra trên chân phen này. Đi đầu quân đi trong mùa động viên, đi đầu quân đi trong mùa xuân mới. Gió lá reo, gió lá reo kia bóng trong trong làng. Đi đầu quân, đi đầu quân, tất cả cho tiền tuyến mau lên đi. Hỡi các anh trai làng, lá còn xanh như bao anh còn trẻ, sức oai hùng đang căng trong toàn thân. Ngó lên cây màu lá tươi đầy trời xanh, anh trai làng vẫn vương gia đình làm chi. Ra tiền tuyến thi tài cùng nhau giết tây, em chờ anh với bao chiến công lẫy lừng. Đi đầu quân đi trong mùa động viên, đi đầu quân đi trong mùa xuân mới. Gió lá reo, gió lá reo kia băng trong trong làng. Đi đầu quân, đi đầu quân, tất cả cho tiền tuyến mau lên đi. Hỡi các anh trai làng, đi đầu quân đi trong mùa động viên, đi đầu quân đi trong mùa xuân mới. Gió lá reo kia băng trong trong làng. Đi đầu quân, đi đầu quân, tất cả cho tiền tuyến mau lên đi. Hỡi các anh trai làng, mau lên đi. Hỡi các anh trai làng. Thank you.
diệt thù chung. Chí trai xung phong, anh quân giải phóng, lương thực nuôi quân, em nữ dân quân, dù nhau ta cùng bảo vệ quê đồng quê, diệt hết thù chung, anh quay về lại gặp nhau, diệt hết thù chung. Lan đến Hà Nội rồi, cho nên có thể nói cái tâm lý là không anh nào yên tâm ngồi trên giảng đường để học trong khi chiến tranh đã cận kề và sẵn sàng xếp lại bút nghiêng lên đường ra trận. Lúc mà nhận được giấy báo nhập ngũ là tôi đang nghỉ hè, băn khoăn là ở nhà chưa làm được cái chỗ ở nó thật là vững chãi. Thương bố mẹ, thương các em. Mà nguyên đồ sinh viên đến nơi tập kết và chiều hôm đó là cánh lính của chúng tôi là bắt đầu là mặc những bộ quần áo mới tinh. Rất đông nhưng mà cũng không ồn ĩ đâu, vì mọi người đều im lặng. Đến lúc mà chuẩn bị xe chạy thì bây giờ ý ới lên nên những cái lá thư viết ở trên tàu, chúng tôi thả những cái lá thư xuống đường thôi, thì ở dưới là dân nhặt và đã dán tem và gửi về tận nhà cho chúng tôi. Tôi đứng đây giữa núi rừng lộng gió, mưa đan dày trùm cả rừng cây, ai biết chăng dù ta có chết trong ngày mai cho đất nước tự do, một thế hệ sức bước đi lên đường ra trận, họ luôn mãi mãi tuổi 20. Đời mình là một khung quân hành, đời mình là bài ca chiến sĩ, ta ca vang chừng bên qua tháng ngày. Lượn bay trên núi đồi biên cương đến nơi đảo xa, mãi mãi lòng chúng ta ca bài ca người lính, mãi mãi lòng chúng ta vẫn hát khúc quân hành ca. Dù rằng đời ta sinh hoa hồng, cây thụ buộc ta ôm cây xuống, sáng yêu sao làng quê non nước mình, tình quê hương vút thành thành âm khúc quân hành ca. Mãi mãi lòng chúng ta ca bài ca người lính, mãi mãi lòng chúng ta vẫn hát khúc quân hành ca. Đời mình là một khúc quân hành, đời mình là bài ca chiến sĩ, ta ca vang trên miền qua tháng ngày, lượn bay trên núi đồi biên cương đến nơi đảo xa, mãi mãi lòng chúng ta ca bài ca người lính, mãi mãi lòng chúng ta vẫn hát khúc quân hành ca. Vẫn hát
có một thế hệ đã lên đường với trái tim nhiệt huyết tuổi 20 cháy bỏng hoài bão cho ngày mai, cho đất nước tự do, như lời liệt sĩ bác sĩ Đặng Thùy Trâm đã chia sẻ. Với tinh thần ấy, từ năm 1970 đến năm 1972, hơn 10.000 sinh viên thủ đô đã lên đường nhập ngũ, trực tiếp tham gia vào cuộc kháng chiến chống Mỹ. Xếp bút nghiêng, lên đường, họ đã tham gia vào những chiến trường khốc liệt nhất, những tọa độ lửa đầy đạn bom, để rồi có những người mãi mãi nằm lại khi tuổi đời còn đôi mươi. Nếu lòng ta cứ sợ mưa xa, thì nắng đẹp mùa xuân đâu sẽ thấy. Đó là cái cuốn sổ nhật ký của anh tôi, những dòng nhật ký cuối cùng. Anh trai tôi là liệt sĩ Huỳnh Kim Trung, sinh năm 1952. Bạn Trung thì là một bạn khéo léo, thẳng tính, cương trực, một cái chàng trai tuyệt vời. Học sinh miền Nam thường được ưu tiên đi nước ngoài, thì năm ấy là Huỳnh Kim Trung được đi học hàng hải ở Ba Lan. Thế nhưng mà Trung chọn đi cái ngành công an. Lúc đó anh tôi có làm cái đơn xung phong đi tập sự ở Quảng Bình. Năm 1972, tình hình chiến sự diễn ra ngày càng ác liệt ở cả hai miền Nam Bắc. Ở miền Bắc, sau khi thực hiện tạm ngưng bắn phá có hạn chế, đế quốc Mỹ lại tập trung đánh phá từ vĩ tuyến 17 trở ra. Quảng Bình, vùng đất được gọi là tọa độ lửa, ngày đêm hứng bom đạn Mỹ. Và anh lính công an tập sự 20 tuổi Huỳnh Kim Trung là một trong số nhiều thanh niên khác đã tình nguyện xung phong, dấn thân vào nơi khốc liệt nhất ấy. Cái kho đạn mà Huỳnh Kim Trung bảo vệ gần bến phà sông Danh là cái tổng kho cung cấp đạn cho chiến trường Quảng Trị. Vào cái hôm đó, ngày 20 tháng 8 năm 1972 đó, cái đợt 2 của chiến dịch mùa hè đỏ lửa đó, cái tổng kho này nó bị tấn công ác liệt. Bốn bề lửa cháy, đạn nổ, nó đè bẹp con người. Và chính ở đây, cái chàng trung sĩ Huỳnh Kim Trung của chúng ta hò hét mọi người, vừa khiêng đạn vừa hướng dẫn phía bên này, phía bên kia, tất cả mọi người nhất thề xông vào. Vác đến thùng đạn thứ 50 thì đạn bị kích nổ, bạn bị thương nặng, rồi nhắm mắt ra đi bệnh viện. Tròn 20 tuổi, chết chưa nắm bàn tay cô gái nào. Làm chồng, làm cha thì anh đã không thực hiện được. Mà anh đã chuyển cái đó qua một cái sự hy sinh không điều kiện cho đất nước. Kỷ niệm của tôi, dòng sông thành phố, bạn bè tôi gục ngã dưới chân cầu. Tuổi 20 chưa một lần hò hẹn, tuổi 20 chưa một vòng tay yêu thương, chỉ có nơi nhớ quê hương say mơ linh và giấc mơ một lần về trên con đường nhỏ để nghe tiếng mẹ ru sao động chưa hè. Ôi giấc mơ nhỏ nhoi, giấc mơ quá nhỏ nhoi. Bao nhiêu năm rồi chiến tranh đã rời xa, bầu trời.
rồi, còn ai quên ai nhau? Người con gái vẫn hồn nhiên cười đùa trong gió. Một ngày sau những bon chen, một mình bên ly rượu đắng, kỷ niệm của tôi ùa về. Một dòng sông loang dòng máu đỏ, bạn bè tôi gục ngã dưới chân cầu. Còn ai quên ai nhớ? Người con gái vẫn hồn nhiên cười đùa trong gió. Dưới màu hoa như lửa cháy khát khao, bước lặng trên con đường vắng năm nào, chỉ có tiếng ve sôi ồn ào mà chẳng cho lòng ngồi yên chút nào. Anh mải mê về một màu mây xa, cánh buồm bay về một thời đã qua. Em thầm hát một câu thơ cũ về một thời thiếu nữ say mê. Về một thời hoa Thưa quý vị, hơn 65.000 liệt sĩ, hơn 30.000 thương binh là những con số đã nói lên sự khốc liệt của chiến tranh trên mảnh đất lửa Quảng Nam anh hùng, nơi lập nên nhiều chiến công hiển hách như chiến thắng núi Thành, Thượng Đức. Những người con xứ Quảng luôn mang trong mình một tâm niệm, khát vọng không còn đạn bom trên quê hương, để đất và người Quảng Nam được sống dưới nắng hòa bình. Bà Trần Thị Dự, quê ở núi Thành, Quảng Nam, một mảnh đất nghèo nhưng giàu truyền thống cách mạng. Chứng kiến quê hương bị dày xéo, bà nuôi khát vọng cầm súng đánh giặc, quyết bảo vệ mảnh đất này. Chúng bán những người dân vô tộc, có nhiều treo lên, bán.
mà có những người chúng trong sống mua mỏ là chúng ta chúng ta nhà cửa là đốt, làm thế nào chúng mình phải bảo vệ được quê hương của mình, đi theo cách mọn giết giặc để giải phóng quê hương là con đường duy nhất. 17 tuổi xung phong vào đội du kích địa phương, 18 tuổi bà trở thành bộ đội chính quy cùng một tiểu đội nữ lập tức ra chiến trường chiến đấu. Nam luôn mà chứ không có Nga có đây mà bám theo nó liên tục, cái gì mà nom làm được là nữ làm được hay không có sự gì hết. Vành đa tán của Mỹ ở đây là thành ra vành đa diệt Mỹ chúng ta. Đây là cái thác lưng mà tôi diệt cái tay Mỹ đầu tiên của thu. Vừa bao nhiêu tay mình cũng không nhớ hết nhưng mà được hai cái bàn chúng thể diệt Mỹ và một bàn quyết sáng diệt Mỹ. Nhưng mà phải nói là cái sự hy sinh của đồng đội quá lớn cho nên mình bao nhiêu mình cũng không trỏ hết cái mối thù đối với đồng đội của mình. Trong ký ức của mình, chưa một lần bà Dự quên đi những đồng đội đã hy sinh khi mới 19 đôi mươi. Tất cả đều chưa kịp có người yêu. Tôi nhớ nhất là chỗ hình ảnh của chị Quỳnh Thị Liên, một tiểu đội phó, và chị nhận nhiệm vụ đi diệt diệt dân. Tay này là nó luôn luôn là có một trung đội để là bảo vệ. 9 giờ ngày 10 tháng 4 năm 31 là chị bắt đầu là bước vào hang ổ của chúng và ném lựu đạn. Cự ly nó gần đó, nó không kịp nổ. Có trung đội nó tiêu rửa tay chị Liên. Chị Liên chiến đấu đánh viên đoạn cuối cùng và vĩnh viễn nằm lại trên mảnh đất quê hương. Chị Liên ơi, hòa mình rồi, quê mình đỡ mái đẹp lắm. Chị có thấy không? Với cái nơi mà chị em mình hai bán tỉa, diệt địch được nhiều với lại vừa trở thành là đồng lúa, thanh tốt. Hôm nay ra thăm chị và có một món quà tặng cho chị là hầu đó chị thích nhất. Vì tác chị già và đen nữa, chắc là chị rất thích cái kẹp lá nào phải không? Đất Quảng Nam đã thấm biết bao máu xương của những con người yêu nước trong hai cuộc kháng chiến của dân tộc. Là một trong những địa danh ác liệt trong mưa bom bão đạn, những người con trai, con gái Đất Quảng không ngại hy sinh vì nền hòa bình tổ quốc. Quê hương.
chân son vui quanh dấu chân tròn, bài hát có chân đâu không quên bên đôi, bài hát có linh biên cương thương mẹ, bài hát có ngọn gió cuốn bay theo dấu chân tròn, để lại một bài ca trên cát trắng bao la. Vết chân tròn vẫn đi về trên con đường mòn cát trắng quê tôi, như bài ca anh viết trong thầm lặng trên bờ cát không lời, cứ hát mãi trong tôi, chạy mãi trong tôi, ôi bài ca mãi trong tôi, chảy mãi trong tôi, ôi bài ca cuộc đời đốt mãi trong tôi, chảy mãi trong tôi. Sóng cả những chàng trai ra đảo đã quên mình. Từ Bình Định với chuyến tàu không số cập bến Lộ Siêu, viết nên thiên anh hùng về những người lính hy sinh vùi thân theo tàu để bảo vệ tuyến đường không số huyền thoại. Và trong muôn ngàn con sóng nơi Hoàng Sa, Trường Sa, khi Tổ quốc gọi tên các anh, còn biết bao cái chết hóa thành bất tử để giữ gìn quê hương. Tôi đang nghe Tổ quốc gọi tên mình bằng tiếng sóng Trường Sa, Hoàng Sa dội vào gành đá. Tiếng Tổ quốc vọng về từ biển cả, bão tố dập dồn trăng lưới. Tôi đang nghe Tổ quốc gọi tên mình bằng tiếng sóng Trường Sa, Hoàng Sa dội vào gành đá. Sóng cuồn cuộn lên dáng hình đất nước, một tấc biển cắt rời vạn tấc đất đớn đau. Máu của người nhuộm màn sóng biển đông. Tổ quốc linh thiêng, Tổ quốc linh thiêng, ngọn đuốc hòa bình trên tay rực lửa, biết bao chiều mỗi người thao thức tiếng Việt Nam, biết bao chiều người che chở. Tổ quốc linh thiêng, Tổ quốc linh thiêng, ngọn đuốc hòa bình trên tay rừng lửa. Tôi lắng nghe Tổ quốc gọi.
tôi lắng nghe Tổ quốc gọi tên mình vì độc lập, tự do, vì tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, đã có biết bao chàng trai cô gái lên đường. Và đến bây giờ vẫn còn rất rất nhiều người trong số họ còn nằm đâu đó trong đất lạnh, ở trên các ngọn đồi, dưới các con suối, hòa vào đất, hòa vào nước, để lại những nỗi đau đớn khôn nguôi cho những người thân ở lại. Và có những người phải nằm trong lòng đất lạnh tới 56 năm mới có thể được đưa về với gia đình. Tất cả họ đã viết nên những ký ức bi tráng không thể nào quên. Chiến trường Bình Định là cái chiến trường đối đầu với quân Viễn Chinh với một cái lực lượng lớn. Theo như tài liệu của sư đoàn 3 chúng tôi được biết là trong 10 năm chiến đấu ở đất Bình Định là khoảng gần 2 vạn liệt sĩ. Tìm thấy thì chưa đạt được tỷ lệ bao nhiêu đâu. Đêm ngày 26 tháng 12 năm 1966 diễn ra một trận đánh rất ác liệt ở đồi Xuân Sơn. Mà trận đó là của Trung đoàn 22, Sư đoàn 3 Sao Vàng. Nó trước vang, nó rất nhanh. Thắng lợi mà cái tổn thất của chúng ta cũng không phải là nhỏ. Do đêm tối cho nên cái công tác tử sĩ ta không thể làm được. Đi tìm không biết đâu, đi tìm nghe đâu đi đó. Tôi mà tôi cũng đích thân tôi đi, không chi máy chéo nó cũng đi, nó có xe nó đi, tôi đi mướn xe tôi cũng đi. 56 năm sau trận đánh tại đồi Xuân Sơn, phần mộ của hơn 80 liệt sĩ thuộc Sư đoàn 3 Sao Vàng vẫn là một câu hỏi lớn với những người còn sống. Không biết bao nhiêu cuộc tìm kiếm của gia đình các thân nhân liệt sĩ cũng như Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Định đã diễn ra, nhưng tất cả chìm trong vô vọng. Cựu chiến binh Đặng Hà Thụy đã dành ra nhiều năm trời để nghiên cứu các mảnh dữ kiện về liệt sĩ tại đồi Xuân Sơn. Nhờ sự kết nối của những người bạn Việt Nam lẫn nước ngoài, ông Thụy liên hệ được với các cựu binh Mỹ trực tiếp tham chiến ở đồi Xuân Sơn tháng 12 năm 1966. Hàng trăm bức thư, tin nhắn, trao đổi đã mang về những thông tin vô cùng quý giá. Thì Đại Quý Bốp là một lính trong trận đánh này lúc đó cũng 18-20 thôi. Sau Tết âm lịch là ông gửi cho ba trang tường thuật ý kiến của năm lính Mỹ mô tả cái việc làm của mỗi người ở trận địa Xuân Sơn này. Tôi như là tôi được vàng, quý lắm. Từ cái thông tin của cựu chiến binh Đặng Hà Thụy thì ngay từ đầu tháng 3 năm 2022, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức đi khảo sát, tìm kiếm, quy tập mộ liệt sĩ ở khu vực đồi Xuân Sơn. Cái khu vực đồi Xuân Sơn nó là tương đối rộng, địa hình địa vật thì nó có thay đổi. Tuy nhiên rằng bám vào cái bản đồ phía bên kia cung cấp thì chúng tôi đã khoanh vùng và xác định cái vị trí nó tương đối chính xác. Quả thật là cuối ngày tìm kiếm thứ hai thì các cái di vật và mẫu sinh phẩm đầu tiên đã được tìm thấy. Do nằm dưới đất quá lâu nên lực lượng quy tập mới chỉ xác định được danh sách khoảng 60 liệt sĩ tại đồi Xuân Sơn hy sinh vào cuối tháng 12 năm 1966. Trong đó có 51 liệt sĩ là cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn 22, Sư đoàn 3 Sao Vàng và quân dân địa phương. Một lễ truy điệu trang trọng đã diễn ra trong ngày đón các anh trở về. Tôi mừng lắm, tôi mừng không có ngủ được mà. Cái dây rứt của tôi là nó được tháo gỡ. Chỉ có cái động cơ duy nhất là vì đồng đội và vì thân nhân liệt sĩ. Khi các anh hy sinh thì được các người lính phía bên kia kéo về để thành một hàng dài, dùng máy ủi chôn lấp, xót xa, thương. Mừng chứ, mừng mà nước mắt rưng rưng. Thấy nấu đi quần áo nó lìa anh mình giải tạo cố cực mà không sống ngày này. Hơn 60 liệt sĩ đã được trở về dù chưa đủ danh tính, nhưng cho thấy nỗ lực không mệt mỏi của những người đang sống, những người đang hành động để tìm kiếm các liệt sĩ vẫn còn nằm lại trên đồi Xuân Sơn. Thank you.
xanh tôi tìm cô gái hay mang đi, người con gái đi đâu rồi, cô đến với người yêu. Thưa quý vị, đầu năm 1979, toàn tuyến biên giới phía Bắc kéo dài hơn 1.400 cây số từ Quảng Ninh đến Lai Châu đã phải căng mình chống đỡ trong cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc. 10 năm của cuộc chiến, Hà Giang là địa phương thoát khỏi cuộc chiến muộn nhất và cũng là nơi chịu nhiều tổn thất nhất.
Thật khó tin là sự khốc liệt ấy mới chỉ kết thúc hơn 30 năm thôi. Những chàng trai 18 năm nào, nếu còn sống, thì họ vẫn còn rất trẻ. Họ đã quên mình để giữ đất biên cương. Từng gốc cây, vách núi, ngọn đồi đều có một phần thân xác của các anh ở đó. Và những ngày tháng 7 này, chúng tôi đã được đón các anh trở về. Đất thiêng vì xuyên ngày mới, đồng đội đưa các anh về hồi tụ. Vị xuyên Hà Giang tháng 7 năm 2022. 10 bộ hài cốt của các anh hùng liệt sĩ đã được tìm thấy từ những lũy đá biên cương và trở về cho vòng tay của những người đang sống. Xin đón nhật ngày về. Ơn dựng nước các vua hùng, Bác cho mình giữ trọng bao thế hệ, tiếp bước ông cha lập chiến công cho Việt Nam an vui muốn thờ. Giữ cõi bờ vững bên ngàn năm, dựng ngôi sao trên lá mộ để vị xuyên. Máu của anh đã đổ và các anh đã hy sinh cả tính mạng để bảo vệ từng cái tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc, được chứng kiến cái sự thay da đổi thịt của quê hương, cái sự phát triển của đất nước, sự quan tâm tri ân của Đảng, Nhà nước, của chính quyền địa phương cũng như của quần chúng nhân dân. Các anh sẽ mỉm cười như chín suối và tiếp tục phù hộ trì cho đất nước phồn vinh và mãi mãi là trường tồn. Mười bộ hài cốt vừa trở về đất mẹ là anh hùng liệt sĩ thứ 108 đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Giang tìm thấy trong suốt những năm qua. 10 năm của cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc Tổ quốc, đã có hơn 4.000 người con đất Việt ngã xuống bảo vệ mảnh đất này, và vẫn còn khoảng 2.000 các anh nằm rải rác trên các núi đá của biên giới Việt Trung. Các anh và các bạn ạ, cách đây 38 năm, trong đêm rạng sáng, chiến dịch MB84, đơn vị chúng ta nhận nhiệm vụ đánh chiếm cao điểm 772 bên kia, và rất nhiều anh em đồng đội của chúng ta đã hy sinh. Nhớ 38 năm trước, toàn bộ chiến trường này nó lặng yên, tối đen. Trung đoàn 876 hy sinh trận 12 tháng 7, 602 đồng chí. Họ đang về đấy, họ đang về, tôi cảm nhận họ đang về. Lúc đấy tôi là một lính trẻ nhất của tiểu đoàn 3, vừa học sinh lớp 10, vào bộ đội mới được 4 tháng tuổi quân, rồi mới bắn bài mở đầu. Đến lúc vào thì cũng run lắm, đến khi anh em là hy sinh với lại bị thương mất mát nhiều, lúc ấy cái run sợ nó biến đâu mất, thế là cũng xung phong như mọi người. Trung đoàn 2 chúng tôi lên trên này thì cũng hy sinh trên 200 lính. Sau đó thì là trung đoàn của 568 lên thay thế chúng tôi, thì chúng tôi rút đấy cũng trên dưới 300, tính hơn 500 anh em đã ngã xuống ở vùng phía đông sông Lô. Ở đông sông Lô, đôi bờ sông Lô này là một, chúng ta là một cả một dải đất liền của đất mẹ, chúng ta phải có trách nhiệm gìn giữ, mà chúng ta cũng rất tự hào chúng ta vẫn giữ trọn vẹn từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Anh em mình vẫn đang được đứng đây trên mảnh đất Tổ quốc mình. Tổ quốc mình đấy là cái thắng lợi. Sau chiến dịch MB84, cuộc chiến giành lại các điểm cao trên mặt trận Vị Xuyên diễn ra ác liệt. Ngày 19 tháng 1 năm 1985, trong cuộc chiến bảo vệ điểm cao 685, một người lính trước khi hy sinh đã để lại lời thề khắc trên báng súng. Lời của liệt sĩ Nguyễn Viết Ninh là sống bám đá đánh giặc, chết hoa đá bất tử. Có một cái sức lan rất nhanh trong toàn bộ anh em chiến sĩ của mặt trận Vị Xuyên. Đồng chí ấy hy sinh rồi, dựa vào những vách đá dựng đứng của 685 để chiến đấu. Thông điệp Nguyễn Văn Ninh gửi cho toàn bộ anh em mặt trận Vị Xuyên đã bảo vệ biên cương của Tổ quốc. Sống bám đá đánh giặc, chết hoa đá bất tử, thành lũy đôi mươi, bờ cõi non sông đời đời.
chốt biên cương, đội hình bám đá tung hoành, thâu đêm vết thương, khoảnh khắc tạm ngưng trận đánh, vách chiến hào ghi chặt cây súng tâm tình, thao thức bên nhau khắc ghi tâm nguyện ngày xanh. Sống bám đá đánh giặc, chết hóa đá bất tử, lời thề tuổi xuân nước Nam hào khí vọng vang. Sống bám đá đánh giặc, chết hóa đá bất tử, thành lũy đôi mươi bờ cõi non sông đời đời. Một ý chí người lính truyền cho nhau, một lũy đa hồn thơ gửi mai sau, một khi phách vị xuyên nào chiến đấu đồng đội ơi. Chốt biên cương đội hình bám đá tung hoành, thâu đêm vết thương khoảnh khắc tạm ngưng trận đánh, vánh chiến hào ghi chặt cây súng tâm tình, thao thức bên nhau khắc ghi tâm nguyện ngày xanh. Sống bám đá đánh giặc, chết hóa đá bất tử, lời thề tuổi xuân nước Nam hào khí vọng vang. Sống bám đá đánh giặc, chết hóa đá bất tử, thành lũy đôi mươi bờ cõi non sông đời đời. Chốt biên cương đội hình bám đá tung hoành, thâu đêm vết thương khoảnh khắc tạm ngưng trận đánh, vánh chiến hào ghi chặt cây súng tâm tình, thao thức bên nhau khắc ghi tâm nguyện ngày xanh. Sống bám đá đánh giặc, chết hóa đá bất tử, lời thề tuổi xuân nước Nam hào khí vọng vang. Sống bám đá đánh giặc, chết hóa đá bất tử, thành lũy đôi mươi bờ cõi non sông đời đời. Sống bám đá đánh giặc, chết hóa đá bất tử, lời thề tuổi xuân nước Nam hào khí vọng vang. Sống bám đá đánh giặc, chiến hóa đá bất tử, thành lũy đôi mươi bờ cõi non sông đời đời. Sống bám đá đánh giặc, chết hóa đá bất tử, thành lũy đôi mươi bờ cõi non sông đời đời. Sống bám đá đánh giặc, chết hóa đá bất tử, thành lũy đôi mươi bờ cõi non sông đời đời. Kính thưa quý vị, hành trình tìm kiếm đồng đội luôn là chính sách được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm. Chiến tranh đã lùi xa, thế nhưng công tác tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ luôn là nhiệm vụ trọng tâm trong chính sách đền ơn đáp nghĩa. Thời gian thì quá lâu, tư liệu lại ít ỏi, thế nên việc tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn và thử thách. Và thử thách còn được nhân lên gấp bội khi chúng ta tiến hành tìm kiếm tại hai đất nước bạn Lào và Campuchia. Mỗi một bia mộ được xác định danh tính là một cuộc đoàn tụ, một hành trình trở về với đất mẹ trong vòng tay người thân, nhằm góp phần xoa dịu nỗi đau của những gia đình liệt sĩ. Đây là tấm ảnh duy nhất của người cha mà bà Đinh Thị Minh có được. Mình là sinh ra đã là không thấy được mặt cha. Người ta cứ bảo là bố mày nhanh nhẹn, vui tính lắm, khôn ngoan nhất nhà, thì cũng biết thấy thôi. Khi bà mới lên 2 tuổi, cha bà, liệt sĩ Đinh Công Thảo, lên đường ra mặt trận vào năm 1963. Ký ức về cha mà bà có chính là ngày gia đình nhận tin báo tử. Lúc đấy cả nhà ở nhà thấy cái không khí khác khác, càng nói ra bao nhiêu thì lại càng đau bấy nhiêu, nên là mẹ chưa đành phải nhút nó trong lòng, chứ là mới nghĩ ra là ngày báo tử của bố. Mình
Mình chỉ nghĩ tủi thân là thiếu vắng bố từ hồi nhỏ đến mãi hết cả cuộc đời luôn. Hầu hết giấy tờ của liệt sĩ Đinh Công Thảo đã trôi theo những trận lụt của vùng đất khắc nghiệt này, khiến cho gia đình không thể nào biết thêm thông tin gì 55 năm qua kể từ ngày ông hy sinh. Chỉ có nghe bà và bố kể lại ông hy sinh ở chiến trường miền Nam, cũng chưa có thông tin chính xác, cũng gia đình cũng muốn đi tìm mà không biết lối để tìm. Gia đình lập một cái mộ rá để bên bà là gọi là thờ vọng, coi như bố mình nằm bên cạnh mẹ. Còn nhớ bố lắm, người rồi cũng đành phải chịu, biết làm sao được. Mẹ mất anh mất, con mất hết người thân, thì con tủi thân lắm bố ạ. Năm 2022, đội quy tập K53 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum phối hợp cùng Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Kon Tum xác minh trả lại tên cho 33 bia mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại Nghĩa Trang huyện Ngọc Hồi. Trong đó có trường hợp liệt sĩ Đinh Văn Thảo có thông tin trùng khớp với hồ sơ liệt sĩ Đinh Công Thảo. Đây là số liệt sĩ mà đội K53 chúng tôi quy tập tại đất bạn Campuchia. Theo hồ sơ, liệt sĩ Đinh Văn Thảo được chôn cất rất đàng hoàng. Đầu mộ là được để một hòn đá có đánh số theo thứ tự kiểm chứng đối chiếu. Thì đây là khoa D3 của Viện 211 thuộc B3 Tây Nguyên. Thì trên cơ sở đó thì chúng tôi mới về đối chiếu cái thực tế quy tập vào cái danh sách của quân đoàn 3 cung cấp. Phải mở từng ngôi mộ để xác định thông tin mà còn được lưu giữ. Thì đến nay đã trả lại tên cho các liệt sĩ. Thông tin của quân đội đang quản lý về cái giấy báo tử có trùng thân nhân là Đinh Văn Thả. Chúng tôi khớp nối thông tin và khẳng định đây là liệt sĩ Đinh Công Thảo. Bấy lâu nay mẹ con nhà con chả biết là ở đây mà. Hôm nay con số 12 tuổi rồi mà nãy mới lần đầu tiên gặp má, chỉ là một nấm mộ thôi. Mẹ ơi, anh ơi, nãy con tìm được ba rồi, mẹ ơi. Kính thưa quý vị, riêng trong tháng 7 linh thiêng này, riêng tại tỉnh Kon Tum, niềm vui còn đến với 32 gia đình khác khi họ đã có thông tin nơi người thân nằm lại qua phương pháp thực chứng do đội quy tập K53, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum và Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Kon Tum tiến hành xác minh. Và bên cạnh việc gặp lại cha, khát vọng cháy bỏng suốt 60 năm mới thành hiện thực của gia đình liệt sĩ Đinh Công Thảo. Và lúc này bên cạnh Hồng Phúc là gia đình của liệt sĩ Đỗ Văn Bân, quê ở Thanh Hóa. Cháu mời chú ạ. Thưa chú, trong suốt thời gian không tìm kiếm được liệt sĩ Đỗ Văn Bân, gia đình mình đã có những suy nghĩ như thế nào ạ? Dạ, thưa quý vị, biết được thông tin chú của tôi hy sinh trên chiến trường phía Nam sau ngày đất nước thống nhất, gia đình cũng đã nhiều lần tổ chức đi tìm kiếm cho chú, kể cả nhờ người thân, bạn bè đi tìm khắp các chiến trường nơi chú tôi từng công tác, xong đến nay vẫn chưa có kết quả. Gia đình cứ nghĩ là sẽ không bao giờ tìm thấy được hài cốt của chú. Đất nước ta hôm nay thì đang được sống trong hòa bình. Nguyện vọng của gia đình là quyết tâm sẽ đi tìm bằng được hài cốt của chú để về quy tập tại Nghĩa Trang Liệt Sĩ. Đó là mong muốn lớn nhất của gia đình. Và cháu mời chú nhìn những hình ảnh này à, thưa quý vị. Liệt sĩ Đỗ Văn Bân, quê ở Thanh Hóa, hy sinh năm 1967 khi mới 25 tuổi.
và đã 55 năm gia đình bà em biết đi tìm mà chưa thấy. Và thưa chú tình thân mến, ngày hôm nay tại điểm cầu thành phố Hồ Chí Minh, trong câu chuyện đặc biệt khúc tranh cầu Hòa Bình, có một kỷ vật của liệt sĩ Đỗ Văn Bơn đã để lại. Và ngay lúc này xin kính mời ra sân khấu đại tá A Văn Dũng, phó chỉ huy trưởng bộ chỉ huy quân sự tỉnh Kon Tum sẽ trao kỷ vật này cho chú tình. Xin kính mời đại tá và chú cùng đi với cháu nhé. Quý khách quý cùng toàn thể nhân dân cả nước, đây là chiếc cặp tóc được làm bằng thép không rỉ, đã được đội quy tập K53 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum, quân khu 5 tìm kiếm được cùng với hài cốt của liệt sĩ Đỗ Văn Bân. Thay mặt cho cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Kon Tum, xin trao lại kỷ vật này cho gia đình liệt sĩ Bân. Thưa chú tình, lúc này cảm xúc của chú như thế nào ạ? Dạ, hôm nay tôi cùng gia đình tôi chắc chắn ai cũng rất là xúc động. Giờ phút này đây biết được thông tin chính xác về người chú của tôi, gia đình rất là xúc động và dạ vâng, thưa quý vị, sự xúc động này có thể nói không nói nên thành lời, và đại diện của gia đình liệt sĩ Đỗ Văn Bơn cũng như rất nhiều hàng vạn hàng ngàn liệt sĩ khác trên khắp mọi đất nước đều mong có những kỷ vật, có những được xác minh danh tính. Một lần nữa xin được cảm ơn đại tá A Văn Dũng. Một lần nữa xin được chúc mừng gia đình của chú tình đã gặp lại được kỷ vật của liệt sĩ Đỗ Văn Bân. Vâng, gia đình rất là biết ơn và cảm ơn đội quy tập liệt sĩ đã giúp gia đình chúng tôi có được thông tin chính xác về người chú của chúng tôi. Vậy là từ hôm nay chú đã được về với đồng đội, với gia đình rồi chú ơi. Dạ vâng ạ. Thưa quý vị, và còn đâu đó có những câu chuyện xúc động, những câu chuyện cảm xúc trên khắp mọi miền đất nước trong câu chuyện hình đặc biệt khúc tráng ca Hòa Bình ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ mời quý vị sẽ tiếp tục đến với mảnh đất Tây Nam của Tổ quốc, đến với điểm cầu An Giang. Kính thưa quý vị, tỉnh An Giang thuộc đồng bằng sông Cửu Long, có sông Tiền và sông Hậu chảy qua, có đường biên giới 100 km. Giáp danh với Campuchia. Trong chiến tranh biên giới, máu của hàng vạn người dân vô tội của cả hai nước Campuchia và Việt Nam đã đổ dọc biên giới vì sự tàn bạo của chế độ Khmer Đỏ. Vào ngày 7 tháng 1 năm 1979, đã đi vào lịch sử như mốc son của tình hữu nghị đặc biệt giữa hai dân tộc Việt Nam và Campuchia. Quân tình nguyện Việt Nam đã sát cánh cùng lực lượng vũ trang cách mạng và nhân dân Campuchia giải phóng Phnom Penh, đưa đất nước Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng. Quên mình vì nền hòa bình của nước bạn, rất nhiều quân tình nguyện Việt Nam đã nằm lại trên đất bạn, và phải mất nhiều năm sau các anh mới được đưa trở về đất mẹ. Từ năm 69 đến 75, tôi cùng với đơn vị đánh cũng cả hàng trăm trận, cũng không biết bao nhiêu đồng chí hy sinh, màu siêu ngã lạc. Có nhiều đêm trường tôi phải suy nghĩ, vì công ơn của các anh là rất là to lớn. Chiến tranh thì mất mát, đau thương và khốc liệt nhất. Sau khi giữ vững biên cương vùng biên giới Tây Nam của Tổ quốc, quân tình nguyện Việt Nam đã sát cánh với lực lượng vũ trang cách mạng và nhân dân Campuchia, đánh tan tập đoàn phản động Pol Pot, giải phóng Phnom Penh ngày 7 tháng 1 năm 1979, xóa bỏ chế độ diệt chủng. Dưới bom đạn,
biết bao máu xương của những người lính Việt đã đổ trên đất bạn để bảo vệ nền hòa bình cho nhân dân Campuchia. Nhiều cái trận đánh rất là ác liệt. Đơn vị là chiến đấu, hy sinh. Cái tình cảm của cái người lính với nhau đó, mất một người rồi, đau thương dữ lắm. Là một người lính bước ra từ cuộc chiến, Đại tá Huỳnh Chí chưa một lần quên được nỗi đau phải chứng kiến những người anh em, đồng đội hy sinh trong trận mạc. Hơn 20 năm qua, ông đã cùng các anh em đội quy tập hải cốt liệt sĩ K93 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang trải qua chuỗi ngày chồng chất khó khăn, băng rừng, vượt suối, mang về hơn 3.300 bộ hài cốt của những người đồng đội nằm lại nơi nước bạn. Nắng mưa, bão tố, gian nan nhất trong cái thời kỳ mưa bão. Cả tháng trời cái áo của tôi không có thể khô, tiếp tục đào cho tới chiều, lấy được 7 đồng chí. Bác Hai Chí đó chỉ dẫn tụi tôi liệt sĩ Việt Nam có đồ di vật quấn cao su, mà mỗi lần đào mà trúng cao su rồi cái là nghe một cái tiếng cao su nó động làm cái tẹt, cái là tự nhiên lúc đó nó nổi mệt mỏi nó tan biến. Với bao nỗ lực tìm kiếm trong suốt nhiều tháng mùa khô năm nay, 41 liệt sĩ đã được trở về sum vầy cùng đồng đội, giúp phần nào xoa dịu nỗi đau mất mát của thân nhân, gia đình liệt sĩ. Cần phải quyết tâm nhiều hơn nữa để tìm được cái người đó là cuối cùng nó đem về tổ quốc. Bài ca không bao giờ quên là lời đất nước tôi chẳng phút bình yên. Có một bài ca không bao giờ quên là lời mẹ ru con đêm đêm. Cùng trăng và ôm xuống ngắm sao khuya. Có một bài ca không bao giờ quên là mẹ dõi bước con bạc tóc thời gian. Có một bài ca không bao giờ quên là rừng lạnh sương đêm trăng xuống. Bài ca tôi không quên những người đã ngã. Bài ca tôi không quên gửi trọn đời cho tất cả. Đồng đội tôi còn ôm xuống giữa biên cương, nhưng giờ đây có giây phút bình yên sao tôi quên. Có giây phút bình yên sao tôi quên, sao tôi quên. Bài ca với cả cuộc đời tôi không thể nào quên.
lòng mình. Tôi không thể nào quên, tôi không thể nào quên. Kính thưa quý vị, chiến tranh đã lùi xa, nhưng có những nỗi đau vẫn còn âm ỉ, như bài ca mãi không quên của những thế hệ đã sống và đi qua những ngày tháng mịt mù bom đạn. Cả dải đất miền Trung này, vùng đất khói lửa khốc liệt, ôm trong mình bao nỗi đau của những người mẹ tiễn con đi mà chẳng có ngày trở về. Mẹ Thứ hay hàng vạn bà mẹ Việt Nam anh hùng khác trên suốt chiều dài mảnh đất hình chữ S đã kết thành huyền thoại mang tên Mẹ Việt Nam anh hùng. Còn sống mà thì Nam này phải tốn tuổi. Nhưng sống mà thì bộ đạo bọn của bà hắn giữ lại mà hắn không chịu. Anh sống mà như chiến trường mà được giữ công trở lại thì mất nước để chống đi. Còn chỉ nữa ấy, anh mất hết tâm, chỉ biết làm ở nghĩa trang rồi núi thành đâu chứ không biết cách làm cái chỗ mồ. Sống mẹ tìm không ra, đi luôn rồi không nói trở lại. Từ không biết cái nhà mồ thì chờ nhớ nhà tổ quốc đi cộng nữa thì anh dỗ thôi. Mẹ nó sống.
giọt đàn bầu nghe dịu nỗi đau của mẹ. Ba lần tiễn con đi, hai lần khóc thầm lặng lẽ, các anh không về mình mẹ lặng ca dao lao sao chưa hè một dòng ca dao. Xin hát về người đất nước ơi, xin hát về mẹ tổ quốc ơi. Lao tâm chung thủy như những câu hò lắng trong tiếng sao, đêm lạnh giằng giữ tiếng mẹ ru con. Xin hát về người đất nước ơi, xin hát về mẹ tổ quốc ơi. Vẫn còn gian khổ hạt thóc chia đều, sống no sống đói ta bán vẹn tình đắng ngọt cùng vui. Đất nước tôi, đất nước tôi, đất nước tôi, sáng người muôn thuở vẫn cứ sáng ngời muôn thuở. Hoa đã nở trên những mảnh đất cằn từng bị giày xéo vì bom đạn. Những người lính ngày trở về, ngày hòa bình, họ vẫn giữ được tinh thần lạc quan, tàn nhưng không phế, vẫn tiếp tục sống, cống hiến vì một đất nước phát triển. Đó như một lời hứa linh thiêng của những người đang sống với những người đồng đội đã khuất của mình. Phải sống sao cho xứng đáng với những sự hy sinh đánh đổi bằng máu xương để giành được ấm no cho đất nước, hòa bình cho dân tộc, hạnh phúc cho nhân dân. Tôi là Võ Thanh Triên, đang sinh hoạt tại Chi hội Cựu chiến binh thôn Mỹ Khánh, xã Hòa Mỹ, Hòa Nhơn, Bình Định. Chiến tranh biên giới Tây Nam xảy ra thì quân khu điều thẳng tôi về trung đoàn 95. Chiến trường Campuchia đấy ác liệt rất là dữ. Năm 81 là tôi bị thương và hiện nay tôi đang hưởng chế độ 81%. Tôi tên Quỳnh Châu Son, cựu chiến binh thuộc bây giờ ở ấp Tà Dung, xã Lương Phi, huyện Kỳ Thông, tỉnh An Giang. Tôi đi tham gia cách mạng năm 1967, đi kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Trong thời gian chiến đấu ác liệt, tôi đánh rất nhiều trận, mà trận cuối cùng tôi đánh vào cái đồn gần chi khu ở Tri Tôn, thuộc cái đồn Nam Di, đạp chai nổ rồi mới bị cục chân. Trời chỉ cần một phút yên lặng thì chúng tôi đã thấy giá trị của hòa bình rồi. Có khi còn ngồi đây, tí nữa sẽ không còn. Chiến tranh là mất mát, sẽ hy sinh, sẽ đổ máu. Trở về, được sống trong hòa bình, không còn bom rơi đạn nổ, người cựu chiến binh Võ Thanh Chiên quyết định khởi nghiệp trên chính mảnh đất quê hương, với ấp ủ có thể đổi thay cả một vùng đất. Năm 2014-2015, tôm thả đâu là nó lớn đó, giá cả cũng cao, cái hiệu quả đem lại rất là rõ ràng. Nhiều người làm theo tôi là nó đạt hiệu quả kinh tế cao đấy, cho nên người ta xây nhà, người ta mua xe, tạo ra sự khang trang trong cả một cái khu vực.
quý giá từng giây phút hòa bình. Cựu chiến binh Võ Thanh Chiên đã xây dựng một ngôi trường hạnh phúc cho những đứa trẻ quê mình. Hay như cựu chiến binh Huỳnh Châu Son truyền cho thế hệ sau biết trân quý giá trị của hòa bình. Mỗi người lính già bước ra từ những cuộc chiến tranh đều vẹn nguyên ký ức những tháng ngày vào sinh ra tử. Với họ sống không chỉ cho bản thân mà còn trở thêm hoài bão của những người đồng đội đã ngã xuống. Tôi đây là may mắn còn sống sót. Mình rất là thương đồng chí đồng đội mình đã hy sinh. Chiến đấu thì mình phải chiến đấu đến giọt máu cuối cùng. Nhưng mà cái lời hứa từ trong tâm, nếu còn sống sót trở về thì mình sẽ làm tất cả những cái gì xứng đáng với sự hy sinh của anh em, xứng danh các anh bộ đội Cụ Hồ. Những anh bộ đội Cụ Hồ anh dũng năm xưa nay trở về cuộc sống đời thường đều mang theo tinh thần vượt mọi khó khăn, cống hiến hết mình cho quê hương, chung tay xây dựng đất nước ngày một phồn vinh. Kính thưa quý vị, những đóng góp của hàng triệu cựu chiến binh trên khắp cả nước đã mang đến những vùng đất trù phú và phát triển. Từ 2.000 năm trước thì An Giang là vùng đất có sự phát triển rực rỡ, huyền bí của nền văn minh Ốc Eo, nơi có nền thương mại phát triển sôi động ở Đông Nam Á cổ xưa, thì nay An Giang không chỉ là vựa lúa, vựa cá, mà là vùng đất linh thiêng với hệ sinh thái đa dạng hàng đầu của đồng bằng sông Cửu Long, góp phần xây dựng vùng biên vững chắc về giao thương, hòa bình và thịnh vượng cho nhân dân. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ngọt ngào tiếng ru hơi. Và khi chúng ta xa nhau gặp như mùa vàng tiền phương anh vui thắng giặc. Thưa quý vị, chiến tranh thì đã nằm ở quá khứ, cuộc sống nơi đây giờ đã thay đổi rất nhiều. Nhưng bầu trời Hà Giang thì vẫn xanh như thế, những núi đá vẫn vững vàng để che chắn cho quê hương. Và có cả những cây trẻ chốt năm xưa chứng kiến sự khốc liệt của chiến tranh, nay lại đồng hành cùng với những người trẻ để làm kinh tế mới. Thế hệ trẻ với một trái tim đầy lòng biết ơn và khao khát muốn cống hiến cho đất nước đã thay một tấm áo mới cho Hà Giang năm xưa còn là chiến địa ác liệt. Nay đã trở thành một mảnh đất đầy sức sống. Và không chỉ ở Hà Giang đâu ạ, khắp mọi nơi của Tổ quốc, tinh thần cống hiến ấy đã lan tỏa khắp dải đất hình chữ S để làm nên một Việt Nam hôm nay. Từ những vùng đất từng bị cày nát bởi bom đạn chiến tranh đã được những người sinh ra ở thời bình phủ lên một màu xanh hy vọng. Mình được may mắn sinh ra ở một thời bình, tại một mảnh đất đã có chiến tranh. Trẻ chốt 168 là được bắt nguồn từ các bác cựu chiến binh ngày xưa đã đóng quân tại các điểm chốt. Mình đặt tên là Trẻ chốt 168 cũng mong muốn rằng thế hệ trẻ chúng ta sẽ luôn ghi nhớ những cái truyền thống hào hùng cũng như là ghi nhớ công lao của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh bảo vệ Tổ quốc. Từ một vùng đất đỏ khô cằn, lần đầu tiên sau 33 năm, 10.000 hộ dân có nước sinh hoạt, hơn 5.000 hecta đất có nước tưới. Vùng đất này đã hồi sinh bởi thế hệ tiếp nối của những người lính Trường Sơn. Cha tôi tên là Hòa, một người lính Trường Sơn. Ông luôn dặn mẹ tôi, dù sau này sinh con trai hay con gái, hãy đặt tên là Bình, vì ông hiểu giá trị của hòa bình. Đó cũng là lý do tôi chọn trở thành một người lính để viết tiếp câu chuyện của hòa bình. Dự án hồ chứa nước Ia Ả Leo là nhiệm vụ khó khăn nhất mà tôi và đồng đội ở binh đoàn 12 từng được giao nhiệm vụ. Ngoài vật tư, vật liệu khan hiếm thì dịch Covid-19 rất căng thẳng cũng là một thách thức lớn đối với chúng tôi. Nhưng điều chúng tôi lo nhất đó là thất hứa với người dân. Những lúc khó khăn nhất thì tôi thường nghĩ đến bố. Tinh thần của những người lính bộ của Hồ không bao giờ chùn bước. Chúng tôi đã hoàn thành dự án đúng tiến độ trong vòng 2 năm. Có cái hồ này rồi thì chắc có cái vĩnh viễn cả đời con đời cháu sau này không bao giờ khô nước được. Được sinh ra trong thời bình, chúng tôi tiếp tục phát huy truyền thống toàn năng chính bộ đội Trường Sơn. Bất cứ dù ở đâu khó khăn thì chúng tôi luôn luôn có mặt và đảm bảo xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, ngày càng ấm no.
Với lời hứa ở trong tim, chúng tôi sẽ tiếp tục sứ mệnh mà mình đã lựa chọn. Và tôi tin rằng ở trên cao, cha tôi cũng như những đồng đội của cha đang mỉm cười. Và còn rất nhiều những người trẻ khác trên giải đất hình chữ S đã và đang viết tiếp bài ca không quên, như phục chế những tấm ảnh ố màu thời gian của liệt sĩ tặng lại cho người thân. Nhiều bảo tàng số được những người trẻ yêu công nghệ sáng tạo để làm sống lại những trang sử hào hùng của dân tộc. Hay như nhóm Quốc Kỳ đã mang tặng hơn 5.000 lá cờ đến nhiều vùng đất thiêng liêng của Tổ quốc, từ biên giới tới hải đảo suốt 3 năm qua, bởi ở đâu có lá cờ thì nơi đó là Tổ quốc. Những thế hệ mai sau đã và đang viết tiếp bài ca của hòa bình, và lịch sử sẽ không bao giờ bị lãng quên. Nơi đâu có lá cờ, nơi đó là Tổ quốc Việt Nam. Thưa quý vị, thế hệ trẻ Việt Nam ngày ngày rèn đức luyện tài và tiếp tục xây dựng đổi mới đất nước. Ở chiến tranh thì lớp lớp thế hệ trẻ đã hy sinh, quên thân mình để bảo vệ một nền độc lập tự do cho Tổ quốc. Thì ở hòa bình, lớp thế hệ trẻ vẫn liên tục mang lại bình yên cho mỗi một người dân Việt Nam. Dù hy sinh ở thời chiến hay hòa bình, thì tất cả đều chung một ý chí, đó là vì Tổ quốc, vì nhân dân. Để giữ bình yên cho thành phố là những cống hiến thầm lặng của bao người. Công việc này nó rất là nguy hiểm đến các bạn với anh em. Đối diện với tội phạm, chúng nó rất là manh động, liều lĩnh, nó sẵn sàng để dùng hung khí, biết là nguy hiểm tính mạng như vậy, nhưng mà không thể nào đành lòng chứng kiến người dân trên đường phố bị cướp giật nguy hiểm đến tính mạng. Anh em chúng tôi tình nguyện xả thân mà giúp đỡ hỗ trợ cho người dân thành phố để có một cuộc sống và bình yên. Ngày 13 tháng 5 năm 2018, người dân thành phố Hồ Chí Minh bàng hoàng với thông tin hai hiệp sĩ săn bắt cướp bị đối tượng đâm tử vong, anh Nguyễn Văn Thôi và anh Nguyễn Hoàng Nam. Đau đớn lắm, lúc đi là khỏe mạnh, bây giờ về là thấy sững sờ luôn. Tôi nghĩ là lúc ấy là đi vậy là tốt, cái câu cái khẩu hiệu đấy, toàn dân tham gia phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự của đất nước. Đấy, cho nên chính vì cái câu đó mà tôi mới để yên cho con tôi nó đi. Nó cũng tham gia chứ, nó cũng là dân mà. Họ ra đi trong sự tiếc thương của biết bao người dân. Chỉ biết lặng người đi thôi. Mình cảm thấy tiếc cho một thanh niên này, xả thân vì người dân mà để hy sinh cái tinh mạng như vậy. Cái mất mát của dân cũng rất lớn. Tôi rất là tự hào chứ, tự hào vô cùng. Bởi vì con tôi không phải trong ngành, không phải bên lực lượng vũ trang bảo vệ cho đất nước, nhưng mà cuối cùng là nó lại bảo vệ cho xã hội. Cái sự ra đi của con tôi không uổng phí. Mỗi sự hy sinh đều góp phần làm nên lịch sử. Mỗi một mất mát đều mang theo khát vọng bình yên cho Tổ quốc. Những người lính của Quân đội Nhân dân Việt Nam cũng đang tận dụng từng phút từng giây miệt mài tập luyện để hoàn thành nghĩa vụ thiêng liêng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bản thân tôi và các đồng chí trong đội chống khủng bố, ai cũng muốn là mình được tham gia huấn luyện dù. Chúng tôi hồi hộp, khao khát được bay trên bầu trời để bảo vệ Tổ quốc. Nhưng mà mùng 7 tháng 7 năm 2014, bỗng dưng xảy ra cái tai nạn kinh hoàng, lổ máy bay rồi. Cách đây đúng 8 năm, vụ tai nạn máy bay ở xã Bình Yên, Thạch Thất, thành phố Hà Nội khiến 20 thành viên tham gia chuyến bay anh dũng hy sinh. Dù gặp tai nạn kinh hoàng, nhưng tổ bay đã cố gắng điều hướng, tránh khu dân cư, không gây thiệt hại cho bất cứ người dân nào. Bạn tôi đã hy sinh trên nụ cười của mình. Còn mình tôi làm trên giường bệnh 891 ngày, trải qua 24 lần phẫu thuật. May mắn nhất đối với gia đình tôi là trong những lúc khó khăn nhất đều có tất cả các ban ngành để giang tay giúp đỡ. Kể cả căn hộ này cũng Bộ Quốc phòng trao tặng. Mình cũng may mắn là các con rất là quý và thương bố. Nào bố đau là các con biết là lấy thuốc pha cho bố uống, bóp chân bóp tay cho bố những lúc nào mà bố buồn bực.
cũng chỉ biết động viên con này cố lên, sống thì dũng sĩ, chết thì vía vàng. Tôi cũng phấn đấu cố gắng để xóa đi những cái nỗi đau của mình, đáp vọng lại sự kỳ vọng của gia đình mình, vì cuộc sống của mình, vì cuộc sống của các con, của các đồng chí đồng đội của mình. Có những hành động bình thường mà hóa phi thường, có những mầm cây từng héo úa nhưng bằng sức sống mãnh liệt vẫn đâm chồi nảy lộc. Giữa thời bình vẫn có bao lực lượng cống hiến hết lòng hết sức, quên mình hy sinh vì Tổ quốc, vì nhân dân. Thank you.
Thưa quý vị, đi qua nhiều cuộc chiến tranh, hơn ai hết, nhân dân ta hiểu rõ giá trị của hòa bình. Hòa bình đã đưa đất nước từ đổ nát, lạc hậu chuyển sang con đường đổi mới, hội nhập quốc tế. Hòa bình mở ra quá trình chuyển biến từ cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc. Đến nay, Việt Nam trở thành nước xuất khẩu lúa gạo lớn nhất nhì thế giới và phát triển trên mọi lĩnh vực. Hòa bình là động lực để các thế hệ chung tay đóng góp vì một Việt Nam thịnh vượng, phồn vinh như tinh thần đã được khẳng định tại Đại hội lần thứ 13 của Đảng. Mở ra những cơ hội lớn, sánh vai với các cường quốc Nam Châu như lời Bác Hồ kính yêu đã từng căn dặn. Hình ảnh này những ngày qua xuất hiện ở khắp mọi miền Tổ quốc. Những ngọn nến, những nén hương tưởng nhớ tri ân các anh hùng liệt sĩ. Hoạt động thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách được tổ chức chu đáo, trân trọng. Bất kỳ hoàn cảnh nào, người có công luôn ở vị trí đầu tiên trong thực hiện chính sách an sinh xã hội. Hàng năm, ngân sách nhà nước dành 31.150 tỷ đồng thực hiện chính sách với trên 9,2 triệu người có công, trong đó có trên 1,2 triệu liệt sĩ, hơn 140.000 bà mẹ Việt Nam anh hùng. Truyền thống uống nước nhớ nguồn, tinh thần đoàn kết chính là yếu tố tạo nên sức mạnh, đưa đất nước vượt qua khó khăn, thiên tai, địch họa. Chủ quyền đất nước được bảo vệ, đất nước phát triển, cuộc sống hòa bình là những kết quả mà thế hệ hôm nay luôn cố gắng để xứng đáng với từng giọt máu đào của bao anh hùng liệt sĩ. Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, tôi xin được thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước thành kính tưởng nhớ đến các bậc anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc, trân trọng gửi tới các bác, các đồng chí lão thành cách mạng, các mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang, các đồng chí thương binh, bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng lời chào thân ái, lời thăm hỏi chân tình, những tình cảm sâu nặng và lòng biết ơn sâu sắc nhất. Như chúng ta đều biết, cách đây vừa tròn 75 năm, ngày 27 tháng 7 năm 1947, khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đang ở giai đoạn cam go quyết liệt nhất, thực hiện lời kêu gọi thiêng liêng toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn thể dân tộc ta, triệu người như một, đã nhất tề đứng dậy, không sợ gian khổ hy sinh, quyết bảo vệ nền độc lập tự do, bảo vệ nhà nước non trẻ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nay là nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, với tinh thần thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ, không có gì quý hơn độc lập tự do. Với tầm nhìn chiến lược hết sức sâu sắc và nhân văn, ngay từ thời điểm đó, ngày 27 tháng 7 năm 1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ thị chọn một ngày trong năm làm ngày thương binh để bày tỏ tình cảm trân trọng, lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã không tiếc máu xương, hy sinh cống hiến hết mình cho độc lập tự do của Tổ quốc, cho hạnh phúc của nhân dân. Từ đó, ngày 27 tháng 7 hàng năm đã trở thành ngày kỷ niệm thiêng liêng mang đậm tính nhân văn cao cả của dân tộc Việt Nam, là dịp để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta bày tỏ lòng tưởng nhớ, sự tôn vinh và tri ân công lao to lớn của các bậc anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng. Thấm nhuần đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của dân tộc Việt Nam và ý nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong suốt 75 năm qua, nhất là trong hơn 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới gần đây, Đảng và Nhà nước ta đã luôn luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa đối với thương binh, liệt sĩ, những người có công với cách mạng. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể các cấp, các đơn vị quân đội, công an, doanh nghiệp và các cá nhân trong và ngoài nước cũng đã tích cực tổ chức nhiều hoạt động và huy động nhiều lực lượng tham gia các phong trào đền ơn đáp nghĩa với nhiều hoạt động rất cụ thể, thiết thực, góp phần quan trọng vào việc củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao tinh thần yêu nước, khơi dậy và bồi đắp những giá trị nhân văn sâu sắc. Tất cả mọi người chúng ta hãy luôn luôn ghi nhớ và tâm niệm rằng hãy sống
chiến đấu, lao động, học tập và làm việc sao cho xứng đáng với những người đã khuất, đã hy sinh vì Tổ quốc, vì nhân dân. Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không? Dân tộc Việt Nam có vẻ vang sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không? Một phần rất lớn, rất quan trọng là chúng ta có giữ gìn và phát huy được hay không những giá trị và truyền thống tốt đẹp của dân tộc, những nếp sống văn hóa, đạo đức, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây, trị ngã em nâng, thương người như thể thương thân, lá lành đùm lá rách ít đùm lá rách nhiều, một con ngựa đau, cả tàu không ăn cỏ, vân vân. Mong các đồng chí hãy ghi nhớ và thấm nhuần thật sâu sắc điều đó. Thành quả đất nước có được ngày hôm nay cũng là một phần nhờ công ơn của những anh hùng liệt sĩ. Như lúc sinh thời, Bác đã căn dặn sự hy sinh anh dũng của các liệt sĩ đã chuẩn bị cho đất nước ta nở hoa độc lập, kết quả tự do, và đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay, như văn kiện Đại hội Đảng lần thứ 13 đã khẳng định. Em mong sao không có nước mắt rơi chia lìa, em mong sao trên trái đất hoa thơm nở bốn mùa, em mong sao trên trái đất mỗi con người như em đây là chim trắng chim hòa bình sống để yêu thương sự đẹp trái đất xanh, sống để yêu thương sự đẹp trái đất xanh. Em mong sao không có nước mắt rơi chia lìa, em mong sao trên trái đất mưa thơm là bốn mùa, em mong sao trên trái đất mỗi con người như em đây là chim trắng chim hòa bình sống để yêu thương giữ đẹp trái đất xanh, sống để yêu thương giữ đẹp trái đất xanh. Thưa quý vị, mảnh đất hòa bình, nơi mà không còn những giọt nước mắt rơi vì chia lìa,
để người người được sống trong yêu thương là khát vọng không chỉ của đất nước Việt Nam mà còn của nhiều quốc gia trên khắp thế giới. Thế hệ hôm nay và mai sau sẽ mãi mãi không quên sự hy sinh của lớp lớp cha anh vì một đất nước Việt Nam hòa bình, độc lập. Những chiến dịch mà khi nhắc tên ta đã thấy trào dâng niềm tự hào, bao máu xương đã đổ, lắng động lại thành tên người, tên đất, lấp những hố bom, xóa mọi đau buồn. Xin kính cẩn nghiêng mình trước anh linh những anh hùng liệt sĩ hy sinh cho đất nước trường tồn mãi mai sau. Ôi đất nước sau 4.000 năm, đi đâu ta cũng thấy những cuộc đời đã hóa núi sông ta. Từ vùng đất chiến địa ác liệt năm xưa trong những ngày kháng chiến, máu xương và anh linh các anh đã hòa vào Tổ quốc để ngày hôm nay đất nước ta được hòa bình, dân tộc ta được độc lập, ấm no và hạnh phúc. Thưa quý vị, đất nước tôi đi qua bom đạn bởi người người lớp lớp anh hùng che chở cho thế hệ mai sau. Dù các anh, các chú đang nằm lại ở đâu, nơi quê nhà, trong đất mẹ, nơi biên cương hay rừng sâu, linh hồn của các liệt sĩ đã hóa thành những thành trì vững chãi, thành lá chắn bất tử để bảo vệ nền hòa bình cho Tổ quốc và cho nhân dân. Mỗi thế hệ người Việt lớn lên trong hòa bình, từ những chất chiêu, hy sinh của cha anh trong chiến tranh, mang theo những hạt mầm về đoàn kết, gắn bó và sẻ chia để cùng hóa thân cho dáng hình của xứ sở, làm nên đất nước do nhân dân và của nhân dân mãi muôn đời sau. Hiểu về cái giá của hòa bình để nhắc chúng ta phải sống tốt hơn, sống trách nhiệm hơn, để rạng danh đất nước, để chung tay vì cơ đồ, vị thế của Việt Nam. Những cánh chim bồ câu này cũng xin gửi thay lời ước nguyện, khát vọng được sống mãi trong hòa bình của những người con đất Việt, tận tâm, tận lực làm nên đất nước muôn đời. Xin trân trọng cảm ơn quý vị đã theo dõi cầu truyền hình khúc Tráng Ca Hòa Bình. Xin kính chào, tạm biệt. Anh hùng làm nên cuộc sống.